Chính phủ Séc thông qua quy định từ đầu tuần sau, chỉ những ai đã chích ngừa COVID hoặc phục hồi từ COVID trong vòng nửa năm gần đây mới được vào các tiệm ăn, tham gia các sự kiện và các dịch vụ. Thủ tướng Andrej Babiš loan báo ngày 18 tháng 11. Các biện pháp mới được đưa ra trong lúc nước này chống chọi với số ca COVID tăng vọt và chính phủ tìm cách thúc đẩy dân chúng đi chích ngừa. Nhà nước cũng yêu cầu xét nghiệm COVID tại các công ty. Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch nói mục tiêu của các quy định mới nhằm tạo động lực cho dân chúng chích ngừa và bảo vệ người dân khi họ tụ tập. Hôm 16 tháng 11, nước này có thêm 22.511 ca nhiễm COVID. Ngày 17 tháng 11, hàng ngàn người biểu tình phản đối tiêm chủng tại trung tâm Praha giữa lúc Séc kỷ niệm 32 năm ngày chế độ cộng sản tại đây sụp đổ. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi tự do, một số người mang khẩu trang giấy và tố cáo rằng các quy định là ngu xuẩn và yêu cầu nhà chức trách thôi ngụy biện. Các bệnh viện đầy bệnh nhân COVID, khoảng 4.500 bệnh nhân COVID đang nằm viện dù số này chỉ là phân nửa lúc đỉnh dịch hồi tháng 3. Tỷ lệ tiêm chủng tại Séc thấp dưới mức trung bình tại châu Âu, mới 58% dân số nước này được tiêm chủng.